Hello, hello. Chào mừng các bạn đã trở lại với Mimi Official. Khi mới bắt đầu tìm hiểu và tập tành makeup thì chắc hẳn là ai cũng thắc mắc rằng có nên mua cả một bộ cọ trang điểm hay không. Tại vì chúng ta dễ dàng tìm thấy rất là nhiều bộ cọ xinh xắn ở ngoài thị trường được bán với giá vô cùng hợp lý. Cũng như là tại cái thời điểm này thì chúng ta cũng chưa xác định được rõ rằng trong cái quá trình makeup thì chúng ta cần cụ thể là những cây cọ nào. Cho nên là thôi cứ mua cả một bộ như vậy cho chắc tuy nhiên thì với kinh nghiệm của cá nhân mình á, thì không nên mua cả một bộ cọ makeup vì hai cái lý do như sau lý do thứ nhất á, là nếu chỉ là nhu cầu makeup cho bản thân không phải là makeup chuyên nghiệp thì chúng ta chỉ cần một vài cái cọ cơ bản thôi là đã đủ rồi còn lý do thứ hai á, là những cái bộ cọ thông thường thì chất lượng không có được tốt lắm dẫn đến việc makeup không được đẹp mà nếu như đầu tư hẳn cho một bộ cọ thật là xịn sò thì giá thành lại quá là cao nó phải từ mười mấy cho đến hai mươi mấy triệu lận Vậy cho nên cái lời khuyên của mình á, là chúng ta chỉ nên mua một vài cây cọ mà cần thiết cho đúng cái nhu cầu của mình thôi Tuy nhiên thì chúng ta nên cân nhắc mua những cây cọ có chất lượng tốt một chút xíu để đảm bảo được là cái chất lượng make up nó cao và cũng như là chúng ta có thể sử dụng nó được lâu dài Những cây cọ mà mình sử dụng á, thì đã được từ 6 cho đến 7 năm rồi nhưng mà nó vẫn rất là mới và mình hoàn toàn tin tưởng rằng á, mình có thể tiếp tục đồng hành cùng những cái cọ này trong vòng từ 5 cho đến 10 năm tới nữa. Ở đây thì mình không nói rằng các bạn phải đầu tư những cái cọ mà nó quá là mắc tiền đâu. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên chọn những cái thương hiệu mà uy tín trong cái ngành makeup cũng như là các bạn nhìn vào cái giá thành thì các bạn phải đủ tin tưởng rằng chất lượng nó tốt và sử dụng được lâu dài. Tại vì trong cái những cái cọ của mình á, thì cũng có một cái giá rất là phải chăng thôi, nhưng mà sử dụng rất là tốt. Vậy nên nếu như bạn nào đang có ý định tham khảo về việc mua cọ thì hãy xem hết video này và cân nhắc về những cái kinh nghiệm của mình nha. Với cái nhu cầu mà make up cho cá nhân từ hàng ngày đơn giản cho đến những lần mà sắc xảo hơn đi tiệc thì mình chỉ dùng có 5 cây cọ sau đây thôi. Thì thứ nhất sẽ là cọ phấn phủ, cái cọ phấn phủ của mình chọn á nó có phong dáng hơi lạ một chút đó chính là cái phần ngoài thì lông nó sẽ ngắn và càng đi vào trong lông sẽ dài hơn chính vì vậy cho nên nó tạo ra một cái hình cầu rất là đều và cái mặt tiếp xúc với sản phẩm á, sẽ là cả xung quanh lẫn phía trên luôn chứ nó không có đơn thuần như những cây cọ đánh phấn bình thường là lông dài bằng nhau nó xòe bự ra phía trên và nó sẽ tạo một cái mặt tiếp xúc phấn chỉ là phía trên thôi chứ không có xung quanh tại vì các bạn biết sao không khi mà mình makeup á thì mình dưỡng đến hai lớp sau đó là một lớp lót rồi mới đến một lớp nền cho nên lúc đó thì cái mặt mình nó rất là ướt và nó rất là dễ mà bị vón cục á khi mà nếu mà mình dùng cái cây này mà mình đánh kiểu thông thường á đánh tròn tròn như vậy á thì nó sẽ bết cái lớp nền nó của mình lại và nó tạo ra những cái đường rất là xấu và thậm chí là sẽ hư luôn cái lớp nền cho nên là mình mới dùng cái cây này để khi mà mình lấy phấn á ở cái bề mặt xung quanh như thế này á thì mình sẽ lăn lên trên da mình sẽ lăn chứ mình không có đánh như bình thường đâu mình lăn cho đến khi nào mà cảm thấy là da của mình nó khô vừa phải thì lúc đó mình mới lấy phấn và mình đánh kiểu bình thường chính vì vậy cho nên cái cây này mình thấy nó cũng hơi đặc thù cho cái cách trang điểm á nó sẽ khó kiếm hơn là những cái cây cọ bình thường mà lông dài bằng nhau cây này thì mình mua của thương hiệu Bobby Brown với giá là một triệu ba thì những cái cây cọ mà giá cao như vậy á cái lông của nó sẽ làm bằng lông thật thường mình thấy là làm bằng lông ngựa ấy. thì cái lông mà nó rất là mềm và nó nó lấy được cái lượng sản phẩm rất là tốt luôn ấy tại vì những cái bộ cọ thông thường mà các bạn thấy mà giá nó hơi thấp ấy mình thấy cái lông của nó rất là cứng và trơn cảm giác giống như là những cái sợi nhựa mảnh vậy đó thì khi mà lấy sản phẩm nó không có dính được nhiều sản phẩm cũng như là khi mà mình đánh lên á nó không có được đẹp và cái đường đi của nó cũng không có được mềm mại chưa kể đến việc là nếu mà lông cứng quá mà khi các bạn đánh lên trên da mặt đó, nó còn có thể gây tổn thương cho da mặt nữa cho nên là mình nghĩ là cũng nên đầu tư một chút xíu cho những cây cọ mà bằng lông thật như thế này thì hôm bữa mình đi á, mình có gặp thêm một cái em của chanel có cái phong dáng như thế này nữa mình rất là thích cho nên là mình cũng đã mua về luôn cái cây này thì mình chưa có sử dụng cho nên là lông của nó cũng chưa có được bung ra lắm nó đang hiện tại nó đang Hơi xẹp như thế này Nhưng mà khi mà mình dùng á, Nó sẽ bung to ra giống như là cây cọ kia Thì cây này Của Chanel có giá cao hơn một chút là 1 triệu 730 ngàn Cái loại cọ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu á, Đó chính là cọ để đánh má hồng Cọ đánh má hồng á, thì cũng có hai dạng luôn Thì một sẽ là cái Dạng mà cái form nó tròn tròn như thế này Còn hai á, Sẽ là một dạng mà có cái đường lông cắt xéo cái này mình cũng chưa sử dụng mình cũng mua sơ cua để mình khui ra cho các bạn xem cái này thì của Dior có giá là 1 triệu tư má hồng thì chủ yếu là mình chọn những cây cọ mà nó nhỏ để nó có thể đánh được nhiều kiểu má hồng khác nhau trên má của mình thì đây các bạn nhìn nè đây ha nó sẽ không có tròn thẳng như cây nãy đâu mà nó sẽ cắt xéo xuống nè nó sẽ nghiêng xuống chứ nó không có thẳng như là cái cây này thì hai cái loại này các bạn có thể sử dụng đánh màu hồng rất là tốt luôn. Mình thì hiện tại đang sử dụng cây này được khoảng 7 năm rồi đó các bạn. Cây này là của Shiseido với giá là khoảng 1 triệu. Tiếp theo sẽ là đến cọ đánh màu mắt. Cọ đánh màu mắt thì cũng có cái form dáng tròn và nhỏ tại vì mắt của mình cái phần bầu mắt đó, nó không có được to lắm cho nên là mình chọn cái cây cọ mà đánh bầu mắt càng nhỏ càng tốt để dễ dàng len lỏi đi vào cái phần đầu mắt này cây cọ này á thì mình mua của Sephora giá nó rất là tốt giá nó khoảng chỉ có 10 đô thôi các bạn khoảng hơn 200 ngàn thôi Mà cây này mình xài đến mức độ mà cái chữ, cái tên logo của nó nó bị phai đi luôn rồi Nhưng mà chất lượng cọ vẫn rất là tốt luôn, các bạn thấy không? Lông nó vẫn rất là rất là vô form luôn á, nó không hề bị xù hay là bị rụng lông gì cả thì đó mình nói ở đây là không phải là cứ cọ mà quá mắc tiền mới gọi là tốt Như cây cọ này đi, mình dùng rất là lâu rồi, rất là thích luôn á nhưng mà quan trọng là khi các bạn đi mua thì các bạn cũng nên chọn của những cái thương hiệu mà nó uy tín á. Với lại các bạn thử cái cọ các bạn nên lên, lên tay á, coi nó có đủ mềm mại không. Và lông của nó mình không biết nữa nhưng mà mình cũng nghĩ là lông thật luôn á, dù là cái giá rất là tốt. Sephora nha các bạn. Tiếp theo thì sẽ là một cây cọ để nhấn đuôi mắt cũng như là đánh cái phần mà phía dưới mắt ở đây tại vì cái phần dưới mắt nó rất là nhỏ cho nên là cây cọ này nó nhỏ xíu luôn để có thể dễ dàng len lỏi vào cái đường dưới mắt của mình so với cái cây cọ đánh bầu mắt hồi nãy thì nó nhỏ hơn rất là nhiều và cái lông của nó gọn hơn lông của nó rất là mảnh chứ không có xù ra như là cái cây đánh màu mắt thì cây này á, mình vừa sử dụng để đánh cái phần dưới mắt này Mình vừa sử dụng để nhấn đuôi luôn Tại vì nó nhỏ cho nên là mình tạo hình nó rất là dễ Cây này thì mình mua của Mac với giá là 700 ngàn Tiếp theo sẽ là một cây cọ để vẽ lông mày Cái cọ vẽ lông mày á thì nó sẽ cái lông nó sẽ được dát xéo chứ nó không có thẳng và đồng thời là cái sợi lông của nó cũng cứng hơn rất là nhiều chứ nó không có mềm mại như những cây cọ kia để nó có thể vừa vẽ mà vừa chải cái lông mày của các bạn thẳng luôn á cây này thì mình mua của Chanel với giá là 1 2 triệu 2 đó là năm cây cọ mà mình sử dụng còn nếu như mà bạn nào á mà sử dụng eyeliner mà dạng gel á thì các bạn cần thêm một cây cọ nữa để vẽ mắt thì đây ha đây là cây cọ để vẽ eyeliner Cây này thì rất là nhỏ luôn tại vì nó phải càng nhỏ và cái lông của nó gọi là sao ta càng gọn thì các bạn đi cái đường nó mới có thể sắc được chứ cái lông nó mà bị xù ra cây này thì không có sử dụng bền được như những cây kia đâu các bạn tại vì mình dùng một thời gian cái đầu của nó bị tư ra thì chắc chắn là mình phải thay cây khác tại vì cái đường eyeliner của mình nó rất là nhỏ và rất là sắc luôn ấy mà nếu mà cái cọ này nó bị xù ra thì cái đường nó sẽ to và rất là xấu cây này thì mình mua với giá là khoảng một triệu á các bạn và nó cũng hơi hơi bị tư một xíu rồi nhưng mà hiện tại thì mình không có còn sử dụng cái loại eyeliner dạng gel nữa mà mình chuyển sang cái dạng bút lông tại vì cái đường của nó sẽ nhỏ hơn đậm hơn cũng như là mình không có phải lâu chùi cọ mỗi ngày thì mình thấy nó tiện hơn tuy nhiên là với những cái bạn mà mới bắt đầu á thì chắc là chưa có dùng bút lông được đâu tại vì bút lông mà các bạn mà vẽ sai một chút xíu là nó sẽ như vậy luôn nó rất là khó để mà chùi đi như là cái dạng treo cho nên là nếu như ai sử dụng treo cho eyeliner thì các bạn sẽ cần 6 cây cọ còn mình thì chỉ cần 5 cây mà thôi vậy thì đánh nền thì sao có cần dùng cọ không với mình thì mình sẽ không dùng cọ Tại vì khi mà mình dùng cỏ mà không quen á Hoặc là tùy vào cái chất của kem nền á, Nó sẽ để lại những cái vệt Hoặc là nó sẽ làm bung luôn cái lớp lót Và cái lớp dưỡng của mình lên nó rất là xấu Cho nên là mình sẽ ưu tiên dùng cái em mút này Đây là em mút mà các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong những cái hộp cushion á Một cái mút như thế này thì mình chỉ dặm rất là nhẹ thôi khi mà mình dặm á, thì nó sẽ không có làm gọi là đảo lộn vị trí của những cái lớp mà mình đã set up bên dưới và nó cũng sẽ không có gây ra một cái vệt gì hết thì đây là một cái tip của mình luôn để mà các bạn đánh nền không bị mốc thì hãy mua cái em mút này khi các bạn mua cushion đó mà các bạn xài xong thì các bạn có thể giặt cái mút đó đi và sử dụng tiếp cho những cái chai foundation còn không thì mình cũng có thể mua lẻ một cái miếng như thế này trong những cái cửa hàng mình thấy là những cái cửa hàng make up của Hàn Quốc có bán cái này rất là nhiều cái này mình mua của Innisfree với giá là 130 ngàn đó các bạn thấy không? Chúng ta không cần phải mua cả một bộ cọ làm gì đâu. Mà chỉ cần từ 5 cho đến 6 cây như thế này thôi. Thì mình nhắc lại tên nha. Cọ phấn phủ, cọ má hồng, cọ màu mắt, cọ nhấn đuôi và phần dưới mắt, cọ đánh lông mày và cọ kẻ eyeliner. Chúng ta chỉ cần 6 cây thôi Tuy nhiên để mua được 6 cây này ân ý thì nó cũng không hề đơn giản đâu các bạn ơi Tại các bạn có thấy không, 6 cây này nó đến từ những cái thương hiệu khác nhau Chứ nó không đơn giản là mình bước vào một cái cái cửa hàng và mình nói là à cho mình lấy 6 cây này là được Tại vì mỗi cây cỏ nó sẽ có một cái đặc điểm riêng mà phù hợp với mình Ví dụ như là cái cây cỏ về đánh nó đánh cái màu mắt đi ha, thì nó phải cái kích thước của nó phải thích hợp với lại cái bầu mắt của mình, cũng giống như là cái sự dày hoặc là mỏng của sợi lông á, nó cũng phải đúng ý mình thì mình mới cảm thấy là make up nó được đẹp. giống như ở đây mình có được tặng một cây cọ cũng là đánh màu mắt của Shu Uemura luôn, thì cái cây này á, giá nó cao hơn và chắc chắn với các bạn là nó chất lượng nó sẽ tốt hơn cái cây của mình, nhưng mà nó to hơn rất là nhiều, các bạn có thấy rõ không? nó to hơn rất là nhiều và mình chưa có sử dụng cái cây này luôn Tại vì mình vẫn yêu thích cái cây cọ Sephora này của mình hơn Một cái ví dụ nữa là như cái cây cọ phấn á, Thì nó cũng phải uh, thích hợp với lại cái cách make up đặc trưng của các bạn nữa Tự như cái câu chuyện mà lăn phấn của mình á cho nên mua được 6 cái cây cọ này cũng là cả một cái khoảng thời gian mà mình phải chọn lọc rất là nhiều Thì mình chúc các bạn á, sẽ tìm được những cây cọ mà hoàn hảo cho cái chặng đường makeup rất rất là dài của các bạn phía trước hãy cố gắng mua được một cây cọ mà các bạn ưng ý thì các bạn có thể sử dụng nó năm 10 năm một thời gian rất là dài à, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và mình hy vọng mà những cái chia sẻ của mình hôm nay có thể giúp ích được cho các bạn bye bye